Xin kính chào cô chú anh chị trở lại với kênh YouTube Sùng Mí Linh. Hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Chúc cô chú xem video vui vẻ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Chỗ này phải làm lưng cao nên bắt chuyển thôn ạ, không thì là đi rất nguy hiểm. Ở chỗ này mà cua thì trên này xuống thì đi cũng rất là nguy hiểm. Đấy, vực thì ở đây rất là sâu, mà chỗ này cua thì cũng rất là hẹp. Đấy, chỗ này thì cua gấp quá. Đây là bác trưởng thôn ở Di Trục Phàng đấy nhé. Hiện tại thì hôm nay là có đoàn từ thiện vào đây sấy phát gạo cho bà con ở đây. Thế thì là cùng bác trưởng thôn thì đang đi xem lại con đường mà hiện tại Mỹ Linh đang nhận ở đây. Thì bác có nói là xin ít kinh phí để làm cái lan can này các bác ạ, để làm can này, không phải đi xe máy cơ. Sợ nhất là cái trẻ con đi học cũng nguy hiểm, bởi vực ở đây rất là sâu nữa. Này phải có kinh phí thì mới làm địa lăng can này thì đi đỡ nguy hiểm. Ô, những cái đoạn này phải làm lăng can bác trưởng thôn ạ, không là nguy hiểm lắm. Ừ, chỗ này quá khó luôn, chỗ này nguy hiểm lắm. Cũng có bà con làm cát thế này có khi nguy hiểm, đúng rồi, đi nguy hiểm lắm. Mưa trơn. Trước mà bà con mạch khoan ở chỗ này thì nó sẽ rộng hơn, đỡ nguy hiểm. À, xe không vào được đây à? Nấu cơm ở trên kia nhưng mà bây giờ ở trên chỗ sân ủy ban ấy. Sân ủy ban. Thế là nấu cơm ở trên sân ủy ban à? À. Chú đi chợ nhưng mà chú này đi chợ chung là xe đã đến. Đấy. Toàn mì tôm. Đường này cua hẹp quá. Thêm đỏ nữa. Xe ngắn. Được mà. Chấm một chiếc bò.
đưa vợ cháu về nhà đi, nguy hiểm quá. Anh là em yêu gọi là con chín. Không, đây có khi là đâu xe hải mùng lối rồi. Đây gạo 10 cân. Này gạo số 1, thanh niên phát thiệt số 2. Đến nơi hảo mà lô. Tí lô xe anh chỉ chín luôn đi sao mà. Lô hảo mà chả tí thôi. Đây mà chạy cái nhau gì mà chạy anh cháu lắm à. Chị ngon đi, tặng 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 thơm đi. Tặng thơm đi. À chú ạ. Ờ, kinh nghiệm vào đây bốc vác hộ đi. Đó là cái gì? Nên nhỉ chú ở Tết rồi, chứ là sao nó xuống đốt cuốn này sao? Đâu hết tàu hoa, tàu hoa chú ở Tết, chú có chú ở Tết rồi. Chú ở Tết đi. Chú ở Tết rồi. Chú ở Tết rồi. Chú ở Tết rồi. Chú ở Tết rồi. Hôm nay là hay mưa, nên là các cháu cũng phải là cầm ô đi, đi đón cơm. Cháu này trắng đi, trắng xinh gái nhờ. Nó tôi cho chọn đi rồi. Đến trường mầm non rồi, bác trưởng thôn ạ. Vất vả quá nhờ. Ngồi trời lâu quá. Này thao sĩ mà này cho cái con về xuống đây. Mới cho xí xí xong, bây giờ bố rồi ha. À, lấy xí thì lấy cái cao nó xuống. Dạ có, khe đấy, khe đấy. Dạ có, mình xin bố tụi đấy. Dạ xoáy rồi, dạ sao chí rồi, cho mấy được tay mà. 150 xuất quà đó về đến dân bản ở Dinh Chổ Pha đấy rồi. Giờ đoàn đến nơi rồi. Rồi, cái cháu bé thì đứng trước nhá. Cháu cao một tí đứng sau. Đúng rồi, đứa nào cao thì đứng sau nhá. Sao Osaka hả? Sao Osaka? Đấy, đứng hai bên đường. Nên chế tôi tổn đi nhá, chế tôi tổn đây nhá. Đấy, các cháu tập trung nhìn đằng trước để các bác phát quà, phát kẹo cho. Đấy, trời đang mưa rồi. Sợ sợ tí tí hả? Đây gồm có bánh kẹo, quà, mì tôm và gạo và một số đồ chơi cho các cháu nữa nhé.
Tao mà chém tao nha. Mua tuần đi hả? Tao mà cho đi. Đấy, cháu nào được kẹo thì sẽ đi hướng bên này. Tao mà cao tuần đi. Nhanh 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 đi đây đi đây 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 đây. Ở đằng sau là các em nhanh tay lên. Đại 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 lên.